Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về bài luận tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng trong năm 2021. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Đinh Tị, 45 tuổi, Nam Mạng, sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 2 năm 1978. Tướng Tinh, con cú, con dòng Quỳnh Đế, Phú Quý, Tử vi tuổi đinh tỵ trong năm 2021 nam mạng. Mạng thổ gặp năm thổ là tương trợ, tốt, chủ về một năm có ít sự thay đổi. Sao mộc đức, tốt, may mắn, danh lộc tốt. Hạng, quỳnh tuyền, phòng bệnh nặng. Vận niên, kê hồi viên, tốt. Thiên can, đinh gặp tăng, tương phá, khó khăn. Địa chi, tỵ gặp Sửu tam hợp, tam tai, tình cảm được tốt, công việc khó khăn. Luận tử vi tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, trong năm 2021, nam mạng về mặt sao hạn. Về sao chiếu mạng, sao mộc đức, tức mộc tinh. Nam giới gặp sao mộc đức chiếu mệnh thì nên chú ý bệnh về mắt. Mặt khác, bản chất là một phúc tinh nên sao mộc đức sẽ mang đến may mắn, những điều vui vẻ, may mắn về cuộc sống, nhất là về hôn sự, tốt nhất vào tháng 10 âm lịch. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộng rã nụ cười ấm no. Tử vi tuổi đinh tỵ trong năm 2021 nam mạng về hàng tuổi. Hàng thiên tinh, xấu, thiên tinh là hạng trung bình mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay thiên tinh là sao chẳng hay ra ngoài mắt phải dạ tai ngục hình dịch nghĩa người hạng thiên tinh mà đau ốm thì có thể làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi nữ giới đang mang thai gặp hạng này phải đề phòng té ngã ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ chủ mệnh gặp hạng này đi ra ngoài cần phải chú ý lời ăn tiếng nói hành động của mình tránh tay bay hỏa gió. Về sức khỏe, chú ý đề phòng bệnh tiêu hóa như ngộ độc. Về tứ trụ, thiên hao, địa lợi, công việc làm ăn không xuôi thuận dễ bị hao tài, mắc việc, mưu sự khó thành, thường bị chống phá cản trở, gia đình, tình cảm tương đối tốt, tuy nhiên sức khỏe bất an, ốm đau, có thể làm hư hao trở ngại cho công việc hay học hành. Bản thân gia đình tình cảm có nhiều việc vui mừng. Về vận niên, cây hồi viên Gặp vận niên cây hồi viên thì kinh doanh buôn bán, xuất hành đi xa đều được thuận lợi, hanh thông. Trong năm 2021 có lập quảnh phát hoặc được người khác biếu cho tặng tiền Chú ý nên tránh vùng sông nước Đề phòng khẩu thiệt hay bị người khác giới lợi dụng Tránh nơi cầu phà Chớ cho vay nợ chủ về khó đòi Tốt nhất nên làm việc thiện Sống thủy chung và giúp đỡ người khác Màu sắc hợp tuổi trong năm 2021 Trong năm 2021 thì tuổi đinh tỵ nên dùng màu đỏ để tăng cường tài lộc Tiền bạc của cải bản thân không nên dùng Màu vàng, màu nâu chủ về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Kết luận về mặt sao hạn tử vi nam mạng sinh năm 1977 trong năm 2021 thì mọi việc đều hanh thông hơn năm ngoái, công việc tốt hơn, gặp gỡ nhiều đối tác để tìm ra nhiều cơ hội cho mình. Tài lộc công danh đều tiến triển, hứa hẹn là một năm với nhiều niềm vui trong cuộc sống. luận tử vi tuổi đinh tỵ trong năm 2021 nam mạng về sao chiếu theo năm. Tại cung tiểu vận có các sao cố định, thiên mã, thanh long, điếu khách, bệnh. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài gặp bất lợi, cần đặc biệt chú ý vì có thể gặp tai nạn xe cộ hay tai họa khó lường. Tại cung sung chiếu có các sao cố định, thiên phúc, quốc ấn Lâm Trì, Quan Phụ, Thiên Khóc, Triệt, Tuần, Tràng Sinh, Tướng Quân, đây là bộ sao chủ về gặp hung hóa cát, ngoài ra còn được hưởng phúc phần tổ tiên. Tại cung nhị hợp có các sao cố định: Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng Loan, Hỷ Thần, Thiên Không, Cô Thần kiếp sát, Lâm Quan, đây là bộ sao chủ về gia đình nhận được tin vui từ người khác mang tới và gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc, trong cuộc sống. Tại cung tam hợp có các sao cố định. Tan môn, phi liêm, lưu hà, quan đế, thanh long, tuế phá, thiên hư. Thì có những chú ý mà quý anh cần nhớ đó là chú ý kẻ xấu phá hoại việc làm ăn và giữ gìn sức khỏe vì bệnh tật có thể làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Kết luận Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng trong năm 2021 thì gia đạo không được tốt, dễ nảy sinh mâu thuẫn gia đình, có thể thay đổi công việc hay phải di chuyển đến nhiều nơi. Trong công việc cần lưu tâm có kẻ phá hoại, chuyện đi lại chú ý xe cộ và đề phòng tai nạn chân tay. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2021 nam mạng về công việc ngoại giao. Một năm ngoại giao thuận lợi gặp gỡ được nhiều đối tác mới trong công việc, thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Về phương diện tài chánh, có tài kiếm được tiền bằng nhiều phương pháp và nhiều nguồn tiền tài chánh khác nhau, tiền bạc được dư giả hanh thông. Về phương diện gia đạo, các thành viên trong gia đình vui vẻ hòa thượng, ít khi xảy ra tranh cãi. Quý anh hạnh phúc bên vợ con và gia đình mình. Về phương diện sức khỏe, năm nay tuổi đinh tỵ khi ra đường cẩn trọng, chú ý những việc liên quan đến xe cộ, dễ gặp tai nạn về chân tay hoặc mất mắt, phương tiện. Kết luận, trong năm 2021, tuổi đinh tỵ về tài chính thuận lợi, tiền bạc dễ kiếm và luôn luôn may mắn, suôn sẻ trong công việc, có quý nhân trợ giúp sức khỏe của quý anh cần được lưu tâm nhiều hơn vì không được tốt. Phương pháp giải hạn trong năm 2021 Cúng sao giải hạn Đầu năm gian sớ cầu tài cầu lộc vào mỗi tháng và cúng vào lúc vào ngày 25 âm lịch và cúng vào lúc 19 đến 21 giờ thắp 20 ngọn đèn và lại về hướng đông làm lễ. Bài vị dùng giấy xanh và ghi Đông phương giáp ác mộc đức tinh quân rồi khắng. Cung thỉnh thiên đình Thánh văn cung đại thánh Trùng quan triều nguyên mộc đức tinh quân vị tiền Mộc đức sau ấy tốt thay Thập quạng thập nhị đặng rài ăn lai Ham lâm cúng kiến nhầm ngày Cờ vàng hai mươi ngọn là rầy hướng đông Hóa giải hạn năm tăng sụ Năm 2021 theo tuổi hợp. Trong năm nay, tuổi Đinh Tỵ quý anh chỉ hợp với người sinh năm 1977 và người sinh năm 1994. Đây là hai tuổi mang lại cho quý anh nhiều may mắn. Trong năm nay, tuổi đặc biệt kỵ đó là tuổi sinh năm 1976 và sinh năm 1979. Đây là hai tuổi không tốt cho quý anh cũng như mang nhiều sự buồn phiền. Tháng tốt xấu trong năm 2021, năm tăng sụ. Tháng 6, tháng 6 là vào tháng 1 và tháng 12 âm lịch. Đây là những tháng rất xấu chủ về gặp thị phi, nhiều phiền muộn. Tháng tốt, tháng tốt là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đây là hai tháng có thể thực hiện những kế hoạch và đạt được mục tiêu như ý. Luận tử vi tuổi đinh tỵ trong năm 2021 năm mạng theo tháng. Và mùa xuân tháng 1. Năm mới quý anh ngoài vui xuân cùng gia đình, bạn bè thì càng chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, tránh tai nạn không may. Tháng 2, trong nhà thì thiếu hòa khí, các thành viên hay xảy ra xung đột, sức khỏe lại không tốt, gặp phải bệnh về xương khớp. Tháng 3, gia đạo tháng này không được tốt lắm, gia đình gặp phải chuyện buồn, thành viên cao tuổi trong nhà có bệnh đau ốm vào mùa hạ tháng tư nhờ có được phúc phần của tổ tiên mà quý anh tháng này mọi chuyện đều gặp dữ hóa lành gặp hung hóa cát tháng năm không mấy thuận lợi trong công việc và con đường làm ăn gặp nhiều trở ngại khó khăn trong công việc tháng sáu tháng mang nhiều niềm vui về đường ăn uống có lọc được ăn ngon ăn nhiều ra ngoài gặp được người tốt quý nhân kề cận vào mùa thu tháng 7 ra ngoài gặp phải nhiều bất lợi không như ý muốn công việc làm ăn không tiến triển thuận lợi như mong muốn tháng 8 cần cẩn trọng trong những công việc liên quan đến pháp lý như việc giấy tờ dễ gặp nhiều bất lợi về luật pháp tháng 9 quý anh nên giữ gìn sức khỏe trong tháng này vì sức khỏe không được tốt trong nhà có người thân cao tuổi đau ốm vào mùa đông tháng 10. Tránh đầu tư làm ăn vào tháng 10 vì sẽ không mấy thuận lợi suôn sẻ. Tuy nhiên về phương diện gia đạo có tin vui mới. Tháng 11, công việc thay đổi có sự mở mang tạo ra nhiều thu nhập. Không tránh khỏi nhiều bất lợi. Tháng 12, tháng hao tốn nhiều tiền bạc, nhiều việc phải chi tiêu và sức khỏe không được tốt. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.